cảnh mình khổ, không lòng không được. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là cái khu vệ sinh của một cái ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà này thì có 4 thành viên, hai vợ chồng cùng hai đứa con thơ. Thì Bùi Hồ được biết rằng đây là một cái ngôi nhà mà được Hội Chữ Thập Đỏ ở đây người ta cắt cho. Vì cắt cái phần nhà lớn xong thì cái phần nhà sau chưa có hoàn thiện. Và nghe gia đình chia sẻ rằng thì cái phần ngoài sau là xây được chấp phá và được miếng gạch nó rất là bừa bộn. Và đây là những cái miếng gạch mà được sinh từ những cái chuồng heo người ta sau khi không nuôi heo nữa thì làm một cái khu vệ sinh tắm rửa. Và thật sự câu chuyện hai vợ chồng làm ăn cần mẫn để nuôi hai đứa con ăn học trong một cái ngôi nhà nhỏ là như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Thì bây giờ thì để hiểu rõ hơn thì ở đây có ngôi nhà có một cái cửa trước và một cái cửa sau. Thì Bùi Hồ sẽ đi từ cái cửa sau để cho cô bác quý anh chị biết được luôn ha. Ngôi nhà của anh với chị á, thì thậm chí là Bùi Hồ thấy đồ rất là bề bộn nè. Đây là một cái cây rất là tạm bợ dừng bởi một cái tấm bạc màu đen. Còn cái phần gạch này á, là được anh á, đi làm thuê làm mướn. Rồi chị ở nhà là phải đi khinh ginh từng những cái viên gạch mà được xây á, rồi đập ra rồi đem vào đây chấp giá là một cái nhà tắm rồi cái khu vệ sinh luôn. Cô bác quý anh chị thấy và sử dụng á, là từ một cái mua tưa được bơm lên từ ở dưới sông nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Là không gian sinh hoạt để tắm rửa này cô bác quý anh chị. Đó. Trời. Còn bên đây là một cái motor được bơm từ ở dưới sông lên. Và đặc biệt cái ở đằng sau cái ngôi nhà này á thì không có một cái nơi đi vệ sinh đúng nghĩa. Và Bùi Hồ có hỏi chị á thì chị nói là sẽ đi ở đây rồi dội xuống sông luôn đúng không chị? Đi ở đây cô bác anh chị. Đó. Những cái thùng nước đó là thùng nước được bơm từ dưới sông lên hay gì chị? Dưới sông nó chạy luôn. À mình sử dụng nước ở sông thôi. Dạ. Chứ mình không có sử dụng nước cây hả? Không. Tưa đó cũng của anh Năm cho nó. À người ta cho đúng không? Dạ. Và cô bác anh chị thấy những cái lú không? Đây là những cái lú là anh chị nói là anh đi làm thuê á thì chị sẽ dùng cái lú này đi đặt để kiếm cá ăn. Bằng dù cuộc sống khó khăn như vậy á nhưng mà căn nhà lúc nào cũng đượm khói, cũng ấm cúng bởi tiếng của những đứa trẻ thơ và đặc biệt là có một người vợ rất là đảm đang như thế này nè. Em chào anh với chị ha. Đây chị đang làm món gì đó. Chào anh. Đây là căn nhà này là được Hội Chữ Thập Đỏ đây cắt cho. Đây cô bác anh chị thấy chỉ có một cái chiếc giường duy nhất rồi nha. Ơi. Chị ơi mình đứng lên mình tâm sự với em tí xíu được không? Anh với chị đứng lên tâm sự với em tí xíu được không? Chị năm nay là bao nhiêu rồi? 42 tuổi. Chị 42. Đó. Ủa sao mình cắt ở dưới này luôn hả? Chị là chị tên gì em quên mất tiêu rồi. Len em. Len em hả? Dạ. Yeah. Ai cho em lại. Cho em đây cái mic cái này là cái mic thu âm thôi cho nó rõ hơn tí xíu thôi. Ha. Trời cái mặt cái. Ngày hôm nay thì không biết thì anh lao động được bao nhiêu tiền nhưng mà nhà có cái nồi thịt gà kìa. Hôm nay là bữa cơm có thịt hên ha. Gà này là gà công nghiệp hả? Gà công nghiệp. Mình mua hay sao? Mua mà. Nhiều ký ta? Mua 60-70 ngàn. Này là mình ăn một bữa luôn hay sao? Bữa luôn á. Ăn nguyên ngày luôn á. Ngày nào sống như ngày nấy à, đâu có dư vọng gì đâu. Ít chắc gặp bên đó mà không có khả năng cắt. Anh làm cái công việc gì? Ông gì à, y ở mùi y ở giống rồi ngang rồi hết mùi y giác phân. Ừ. Y giác phân rồi quay ngang rồi y giác đất đâu đó. Ừ. Thu nhập nhiêu tiền anh? Ngày hai có thì ngày 200 mấy ông chừng đó. Ừ. Ngày trăm mấy ông trần đó. Ừ. Có khi bỏ mặn bỏ không có mặn nữa. Chị là 42. Dạ. Còn anh? 46. 46. Cơ duyên ngày sau ngày xưa sao mà anh với chị gặp nhau? Ông gì yêu mặn ế luôn rồi này cái đầu gì quen biết rồi ông gì chỉ này cái đầu cũng gặp với nhau rồi ở giờ có con rồi
gán mặn dành dụng này kia rồi đưa con đi học rồi đó. Anh với chị là có hai người con, có hai đứa trai hết. Hai thằng trai không à? À đi ra trước tí xíu đi ha. Đây cô bác của anh chị, không có cái tủ đồ luôn hả? Có cái tủ này không à? Có cái tủ này. Tủ này là mình mua hay ta cho? Tủ này à, mua ăn cho. Cho. À, với lại một cái giường thôi. Cái giường này là cả bốn gia đình, bốn người ngủ. À, đội hội chị thập đỏ thì cất được bao lâu rồi anh? Ông mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi. Cất cặp máy xong là mình cứ sử dụng nước xong mình bơm lên mình sử dụng thôi. Ừ. À, mọi cái vật dụng trong nhà đều như là người ta cho hết à. Và anh làm thì chị ngoài việc nước lên á thì đặt lú đổ giếng thì chị còn làm cái công việc gì để mà có thêm thu nhập cho gia đình của mình không? Có ai kêu thì mặn mà không kêu thì mặn đó đó. Ừ. Với lại chắc anh thương vợ quá nên là nữ là cứ vợ cho chăm sóc con hả? Đâu có ai đến ô bả mặn mà nhặt ở đây bả mặn chậm quá với đầu ở chơi nữa. Chỉ cần mấy nhóm này còn nhỏ nè. Bả mặn chậm rồi này kia rồi bả chơi rồi mỗi lần thì bả mặn rồi gạch với chị bả. À, lúc rồi, trước thì làm lò gạch. Lò gạch. Rồi sau này làm chậm quá người ta chê ta không mướn nữa. Ừ. Thì thôi thì để chị làm nội trợ trong nhà để chăm đưa hai bé đi học luôn. Ừ. Bé tên gì chị? Tuấn như Bảo. À, bạn này tên Tuấn là bạn 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 nào lớn? Này. Bao nhiêu tuổi? Mười hai tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 5. Con học lớp 5 là 11 tuổi. Còn bạn bên đây? Mười tuổi. Con học lớp 3 mà sao con lớn hơn anh nữa? Tại bự con. Bảo là bao nhiêu tuổi? Con 2 tuổi. Con tên Bảo hả? Bảo. Còn bạn bên đây là tên Tuấn. À. Tuấn là bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Con không biết nhiêu tuổi luôn. Ờ à, đi học cô hay là học thầy Tuấn? Học cô. Còn bạn Bảo? Con học thầy. Rồi ba với mẹ là mẹ ngày nào cũng đưa rước hay sao? Ba đi mặn thì mẹ đưa. Ừ, mỗi ngày là mình đi học được nhiêu tiền ta? 10 ngàn. Con 10 ngàn, em con 10 ngàn. Mà sao con nhường phần cho em hay sao? Con nhỏ hơn em ấy. Hả? Nhường phần cho em ăn hả? Vậy là hai anh em lại đi học ngày hết 20 ngàn rồi. 20 ngàn mà cha ngày nào không có làm chắc ăn cơm nguội quá. À, em không biết là ngày xưa á, là khi gia đình của mình á, là mười mấy năm về trước em nghe nói là ngôi nhà này được hội chị thập đỏ cắt cho. Thì lúc đó là việc mà sanh các bé thì tốn kém thì việc đó như thế nào? Lúc cũng đó mình có tiền đi sanh gì không? Cũng chị em cho. Cho hả? Có với thằng ưu dành dụm này cái đồ, ưu mặn ưu dành dụm này cái đồ, ông nói chung có bảo hiểm đó. Có những nghèo người ai ông giảm đó. Ít giống đèn hơn cái mình bảo hiểm, không có bảo hiểm. Với rằng hai nhỏ này sanh nó mau lắm. Kiểu như là bả sanh thì không có giống đèn như hết trơn á. Nhà nghèo thì cũng dễ sanh nữa đúng không? À. Một hai không ngày có, xuất hiện. Không có bệnh hoài gì trơn á. Nói ngay ông bà, ông độ này cái đồ gai, xui xẻ này cái đồ, chừng hai ba bữa về à. Rồi việc sửa cho các bé thì sao, tiền đâu mà mua? Sửa gì sửa nói chung gì mặn này cái đồ giật 200 ngàn gì dành dụm gì mặn ao ra gì này cái đồ gì mua. Rồi có tính là kiếm thêm bé nào nữa không? Chị không. Đồ cho đó, cái đồ để dành lại. Để dành này cái đồ ô mua sữa ô nó uống với mua đồ bịch đít này cái đồ ô nó đồ. Nhưng mỗi lần à mặn nói với anh à mặn ống vất vả lắm. Ừ anh ưu mặn không à, gì bả ưu bầu này cái đầu ưu mặn lo mặn không à. Ừ, buông ra thì bắt cái này cái kia đầu lo mặn đó. Lo mặn hết rồi chưa có làm xị nào không? Không. Dạ gì? Tại vì không có tiền nữa mà làm xị nào chắc xỉu luôn. Ô gai đi đám cứ này cái đầu lâu lâu gì nhậu nhạc này kia đầu cái ngày thường thì giá gì? Mình gánh đất mà một ngày là được bao nhiêu tiền? Nói chung gì thì theo ít nhiều. Ít thằng gì nhiều, nhiều thì 200 ngàn cũng không chừng, 400 ngàn cũng không chừng đó. Rồi không có ngàn nào cũng không chừng luôn. À, ngày hôm nay là mình làm cái công việc gì đó anh? Hả? Ngày hôm nay mình làm cái công việc gì? Ơ mộ gì nói chung gì yêu mặn làm đồ sấy. À. Rồi với đàn yêu chở giống người A đó, rồi mộ gì quay ngang rồi chở phân. À. Ở ngày cho mấy 200 ngàn cũng không chừng đó. À, mà thưa với cô bác của anh chị là anh là không có biết chữ. Rồi chị có biết chữ không? Không,
hai chồng không biết chữ. Rồi hai vợ chồng không biết chữ, tại sao mình cho hai bé đi học? Lý do nào mà mình có động lực? Khi mà các bé đi học á là em biết là anh với chị là không có biết chữ á, thì các bé đi học nó rất là tốn tiền, nó tốn vô cái chi phí của mình á, thì động lực nào để cho hai bé đến trường? Có cái ông tới bên à, ông kêu cho đi học đi cho biết chữ. Ai tự đi làm giấy đồ cho hai nhóc này là ai thấy cha mẹ khổ mà bây giờ không có biết chữ đó, rồi nga người mình dán cho con mình đi học này kia, đồ ở sau này cái đồ nó kém dù kém à, ai ra đời cái đồ nó quay ngang rồi nó không biết chữ, rồi cha mẹ không biết chữ, rồi mình khổ nữa à. Rồi con mình không biết chữ, rồi sau này cái đồ nó chơi bời cái đồ nó xui kém ra. À, em thấy anh không có biết chữ mà anh có chơi bời đâu, anh vẫn làm nuôi vợ con mà. Bởi vì mình không có, bởi anh không biết chữ rồi quay ngang anh không có chơi bời, bởi anh không có đi đâu hết trơn á. Bởi vì nhiều khi đi ra rồi mình thấy mình ai hỏi câu đó mình biết được đâu mình trả lời. Còn ai biết chữ ngày ai hỏi câu đó ai biết trả lời lại. Còn nhiều khi mình đi ra đường rồi mình không biết chữ cái đầu ai hỏi câu đó, bây giờ câu ứ là rồi ông biết ở cái là đâu mà ông hỏi. Đó rồi ý nghĩa ai vậy đó, bởi tôi lo con tôi ăn học này kia đồ, con nó biết chữ này kia đồ, mơ chịu nó ra đời với ai nó không có xui kém nữa. Còn kiểu như mình y mình không có y học á, rồi quay ngang rồi cái đầu ra đời cái đầu xui kém à. Đó bởi vì mình suy nghĩ có nhiều đó. Bản thân của mình là mình đã thấy thua kém mọi người rồi. Thì mình muốn cho con mình thay đổi là mình không muốn con mình thua kém mọi người nữa. Đúng rồi. Phải biết con chữ đến trường. Ừ. Để sau này có ra đời có thể làm được một số cái công việc khác nữa. Ông như à mình ấy a mẹ mình mặn mướn rồi. Ấy mình yếm ấy ơi biết chữ đi. Rồi y vô y nó ông giải nó. Ông có gì nó ông mặn ông này cái đầu nó ông có ưa lai rồi sau này nó ông có vợ. Nó ông y giác nghiệp nó y mặn ông kia ông được nữa. Còn kiểu như a mẹ lo y mặn mướn hoài thì sau này rồi với đầu không có bây giờ ấy không biết chữ à, rồi bây giờ anh y ra để ông y mặn có được đâu. Đúng đó rồi. Thật ra là khi mà nghe anh nói thì cô bác anh chị hiểu được rằng là anh cũng đã trải qua, mặc dù anh không có được đi học từ lúc nhỏ, anh không có được trải qua trường lớp, nhưng mà anh nhận thức được rằng khi mà không biết chữ thì nó khổ đến cỡ nào. Đúng chúng rồi. Ta thấy là trong một cái gia đình nhỏ nhưng mà chắc có lẽ là anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ thấy về vật chất thì mình thua người ta thôi đúng không? Đúng rồi. Có chị ở nhà chăm sóc các bé nè, thấy vui rồi đúng không? Bà em hỏi câu vậy nè, ngày xưa mình vừa không biết chữ nè, rồi mình vừa khổ nghèo khổ nè, thì ngày xưa anh tỏ tình sao mà hay để chị nghe lời theo anh tới giờ luôn nhỉ? Ai dòng nghèo khổ dài gắn mặn ý là dạ không, em hỏi ý em hỏi là ngày xưa anh tỏ tình sao mà chị mũi lòng theo anh ở tới giờ có hai đứa con luôn kìa. Ai anh nói là sao? Ai hồi đó bả ở viên người này kia đầu gặp gặp tôi, hay là chị thấy anh đẹp trai quá chị chịu không nổi? Tại thấy mặn, lo mặn ăn. Vậy hả? Chị lên em ơi, sao chị khóc? Má lòng ngâm mình khóc. Không, để thấy hoàn cảnh mình khổ, cầm lòng không được. Khổ như thế nào chị cứ nói cho em nghe đi. Em có thể hỗ trợ được phần nào để em hỗ trợ. Con mình thua kém bà. Thôi sao chị? Nói em nghe vậy. Nó không bằng người ta, nó thua kém người ta. Dạ hả? Dạ. Chị có mong bước gì không? Chữa nhà cơ, chữa ấm em cho con ở được. Mình thấy nhà mình con mình thua kém người ta, rồi chồng mình đi làm thì không có tiền á. Có khi nào mình muốn buông xuôi không? Muốn không cho con mình đi học nữa vì học tốn tiền quá. Có xin nghỉ cho nó nghỉ hoài mà ông nó cho nghỉ thua kém người ta, cho đi ăn học. Đừng cho biết chữ nghĩa với người ta. Cái điều gì mà làm chị buồn nhất mà khi em hỏi anh thì chị khóc? Tôi không mặn gì tiếp được cho chồng con á. Anh làm vậy thì anh có đưa tiền chị hết không hay là anh giữ lại? Lo tiền mà, cho con ăn học, ổng lo không à.
chứ tiền mua cá đâu không được cho tôi mua cá. Dạ hả? Dạ. Có ngày nào mình khổ quá, anh làm không có tiền 5-6 ngày như chị nói lúc nãy đó, rồi chị không có đi đặt cá dưới sông nữa, có ngày nào ăn cơm với khô quẹt chan nước mắm không? Cũng gắng kiếm tiền cho con ăn. Có nghĩa là chị rất là thương con. Dạ. Mình thì sống cảnh sao cũng được, mình sợ con mình thì sống cái cảnh thiếu thốn hơn ta, về cái món ăn nữa thì khổ hơn đúng không? Dạ. Em không hiểu là khi mà con mình đi đến trường á thì đồ cũ hơn so với đồ người ta nè, chị có thấy tuổi không? Tuổi khi đầu năm vô học á thì chị có lo, chị có buồn sợ con mình không có tiền đi học, không có sách vở mới á, thì lúc đó chị lúc đó tôi buồn lắm. Sợ con mình thiếu thốn với người ta. Với vô trường học nó không bằng ai. Sợ vô trường học không bằng ai hả? Dạ. Rồi mặc dù là khó khăn như vậy á thì anh vẫn đưa rước và mọi người đều khuyên cho hai bé đi học á. Dạ. Thì có khi nào chị không có tiền đi học, các bé chị thấy đuối quá, con mình không có tiền đi đến trường không? Đó người ta kêu mặn gà đó, tôi gắn mặn 20 gì đó cho nó ăn. Là sao? Nhổ gà 20 ngàn vậy á. Dạ. Là một con nhiêu? Con 20 ngàn gì đó cho nó ăn, cho nó đi học. Cô bác anh chị biết khi mà Bùi Hồ đến đây á, thì anh với chị kho một cái hạt gà kho sả ớt, xào sả ớt rất là ngon luôn. Và anh chị nói là cũng phải cố gắng chú ơi, mặc dù là tôi với ổng ăn sao cũng được, nhưng mà con thì nó phải cho nó ăn để nó có sức khỏe, nó đi học, cũng như gần tới ngày các bé thi rồi đúng không chị? Dạ. Yeah. Có sao thì mình nói y ra vậy, đừng có nói thêm nói bớt được rồi. Dạ. Đừng có khóc được rồi. Đó, vui vẻ thôi. Nhưng mà gì nè, thật ra không phải riêng mình chị khóc, mà đối với bản thân em đi gặp rất là nhiều hoàn cảnh và rất là nhiều người đã khóc trước mặt em. Đối với tại vì khóc vì cái tuổi phận mình thôi, chị thấy là sợ con mình thua sót nên khóc. Em biết là cô bác của chị biết là anh Ti á, anh cũng rất là cứng rắn, anh kêu là chị không được khóc, nhưng mà trong lòng anh cũng rất là buồn. Anh Ti, em hỏi tí xíu, sau lưng có cái gỗ gì á? Gỗ hộp dịch. Lộn hay vậy? Hộp dịch ba cú cò nó đẻ đó. À, lấy ra cho em coi với. Cái tủ thay người ta sẽ trưng những cái đồ kỷ niệm của gia đình thì cái tủ trưng những cái trứng hộp vịt kìa. Này là anh với chị tăng gia sản xuất nè. Được, ngày lượm được nhiêu trứng? Ngày lượm có 20 trứng à. Cái này là để dành cho các bé ăn vào những ngày mà mình không có tiền hay là mình lượm để bán? Để ăn đó. Để ăn hả? Không có đèn nhiều viên hộp vịt cho nó ăn đồ này cái đồ đó. Ăn gì nhiều trứng vậy? 2, 4, 6, 8, 10, 11 trứng, ngày được 11 trứng luôn. Mà ăn bữa ngày 2 trứng à. Đâu có ăn hết 11 trứng. Cái này là giống như lương khô dự trữ đúng không? Giống như ngày nào không có đèn gì, yên hồng dịch ơi nó ăn rồi này cái đồ với mua bánh mì đó. Yên ấp ra ơi nó yên ăn học rồi vậy. Đỡ uống đèn ra. Các bé thì rất là nhỏ để cảm nhận cái sự khổ cực của ba và mẹ, nên thành nữ các bé cũng rất là hồn nhiên. Và Bùi Hồ sẽ quay cái góc này cho cô bác của anh chị thấy nè. Đây là hai cái cặp mà bé mới đi học về đúng không anh? Yeah. Lấy hai cặp xuống cho em xem với được không? Còn cái tủ quần áo của các bé đâu? Không có tủ. Chọn mà. Cái này, cặp này người ta cho đúng không? Cặp này cho mà. À cặp cho. Còn quần áo là cứ học nhét vô trong đó. Trời. Và không có cái bàn học luôn hả anh Ti? Không. Đâu có bàn học đâu. Có. Dạ. Không có bàn học luôn nè cô bác anh chị. Đây, đây là cái xào đồ của các bé đây cô bác anh chị. À, thấy không? Cũng như là xào đồ của gia đình luôn á. Ở ngoài trước này hả? Có một cái cửa sổ, mà cửa sổ này là mưa một cái là thôi luôn. Kéo cái miếng kia cả cái miếng bạc nó bị mục hết à. Hả? Có một cái tivi này coi được không? Bị hư rồi. À người ta cho mình trưng để làm kỷ niệm thôi đúng không? Để cho biết nhà có tivi thôi nhưng mà coi không được. Trời ơi trời. Rồi gạo rồi sao chị? Gạo ta cũng cho không? Đâu dở luôn gạo cho em xem với. Gạo người ta cho mà. Bây giờ cho em tham quan gia đình mình tí xíu nữa. Lúc nãy em giới thiệu mọi người không hiểu hết đâu. Dạ. Gạo này ta cho hả? Ta cho không? Được mấy lu vậy? Bên đây lu gì? Cũng gạo nữa đó. Trời ơi trời. Cô báo quý chị những cái ngôi nhà mà nhiều gạo như thế này là không phải có tiền để mua mà do
tất cả những cái tấm lòng tốt của những người dân xung quanh nè, của nhà hảo tâm nè, cho à, được hai luôn. Người ta thấy cảnh khổ á, nên người ta cho hết nè. Đâu? Trời ơi trời, này ăn chắc quanh năm luôn quá. Sao có gạo lại dự trữ thêm khoai vậy? Khoai bán mới mua khoai đó. Khoai này chị mua hả? Mua. Thấy rẻ nó mua nè. Nói chung á, gạo ta cho mà cái đồ ăn gì mình ừ mình mua đó, nói chung thì gạo là không có thiếu rồi đó, mà đồ ăn gì mình ý mình mua đó. Thấy chị quý từng hạt gạo kìa không? Gạo gớt ra là chị lượm từng hộp chị bỏ vô lại kìa. Thấy thương ghê ha. Cô bác của chị thấy nè, mặc dù là nhà khổ nhưng mà hai đứa bé được hai cái tờ giấy khen kìa. Cô bạn Tuấn với bạn Long lớp 5, một bạn lớp 5 với một bạn lớp 3. Mới vừa học kỳ 1 vừa rồi đúng không? Lớp 4 nữa. Hai bé được 2 tấm. Lớp 4 nữa. Chèo qua bên đây coi với. Ở đây có lớp 4 luôn nha. Ở đây là bức tranh của ai đây? Anna vẽ cái cảnh là đi nhà ở cây. Vẽ cái nhà là ở nguyên gia đình gồm có 4 người đúng không? 4 người ở trên cái nhà lầu. Rồi có một cái chiếc xe xe ô tô nữa kìa. Thật ra đây là những cái mơ ước của các bé khi mà sống ở trong một cái ngôi nhà như thế này á. Mình thấy cũng dễ thương ha. Ra sao tí xíu. Ra sao đi anh, đi với chị đi. Để có gì chị khóc anh la chị nữa. Trời, đây là có bị hột không anh Ti? Nhà mình chơi con chạy vòng vòng con chơi đi. Nhà mình thì chị đâu rồi? Ở đây nè. À, nhà mình thì việc rửa đồ rửa ở đâu? Rửa ở đây nè. Rửa đâu? Đây nè, tại đây nè. Rửa đồ ăn ở đây hả? Ờ. Ủa sao đồ mà chị quăng vậy? Đồ của mấy đứa nó tắm. À không có cái sọt đựng đồ sao? Có cái thao kìa mừng. Rồi mình tắm ở đâu? Tắm dưới sông này à. Dạ? Tắm trong này rồi cái đầu bỏ miếng màng này xuống. Anh thì tắm ở dưới sông? Ờ. Đó, còn đi vệ sinh ở chỗ nào? Vệ sinh thì bị trên đó. Đâu bị trên đâu, chỗ rồi đứng xích vô chỉ em ơi. Ủa như luôn nè. Đây nè. À. Còn đi vệ sinh gì thôi kêu sao nổi? Bái, à nước đâu ngày hoài à. Đúng đâu. Bái thiệt, đâu ngày. Còn những cái miếng gạch này em nghe nói là được sinh từ cái chuồng heo ta hả? Thôi. Ai sinh? Bái sinh không à. Chị đi sinh hả? Dạ. Chị đi kinh rồi chị đập ra rồi chị đem về. Đem về là cắt ra có nhà tắm. Cắt ra có nhà tắm, chị gửi mấy cục đá đó to quá chị kinh nổi luôn hả? Chị kiếm chợ đồ lăn nó đi. Kiếm cái chuối lăn đi. Kiếm cái chuối lăn đi hả? Để nó xuống nó lăn đi. Ờ, rồi mình không có tiền mình tráng gạch lại sao? Không, để vậy đó. Để vậy đó, mình có muốn sửa lại khu này lại không? Có máy sửa thì cũng như là nó lên trên này nè. Ừ hử. Trời ơi. Tôi muốn sửa nè. Chứ ổng ấy cái ổng lỡ rớt xuống ngoài nè. Xin mấy cây tre của người ta. Xin mấy cái tre của người ta mà gà ấy ra đây nè. Bên đây à, nó lúc ơi ra này luôn. Ơ cái nhà đó luôn, nó bự luôn. Ê, cái nhà này nó luôn nhỏ rồi. Mà ương có khả năng đèn ui đút. Ừ, không có từ khả năng có tiền đút ha. Rồi. Trời ơi, ở đây là mưa rồi sao? Ở đó mưa nó dột. Dột không? Mưa này dột. Ông không có dột gì không mà. Ở đó cái nó dột. Cái nó đã nè, còn nhà mưa. Cái đó là che đỡ mà. Nắng đó. Cái nhà bự không à. Còn này là che đỡ nắng. Ngày hôm nay là mình ăn với thịt gà thì hai vợ chồng là tốn hết bao nhiêu tiền? Xích lại qua anh đi chị. Hai vợ chồng là mua hết bao nhiêu tiền? Bà mua không biết nhiêu tiền. Gà đó cho 80 ngàn. Dạ. Em không biết là em hỏi tí xíu là nếu như mà cái trường hợp á mà con của mình có bệnh hoạn thì tiền đâu mình đi bệnh viện? Nó cũng không biết nữa. Chắc đi xin quá. Tiền nhà người ta đi xin á. Ông nhà bệnh hoạn này cái đồ ai ông nhà cho mình xin mấy người làm sao mà tại vì ông mặn cái đầu thấy vậy ông nghiệp cho được nhiêu được rồi yếu nhà mình lo được nhiêu được đó. Hiện nay là hai vợ chồng làm như vậy đó thì còn dư được nhiêu tiền dư gì trong túi nè khoảng nhiều 500-600 ngàn
Hiện nay hả? Có hàng dơ rồi mẹ ăn chiên ăn. Thưa với cô bác của anh chị, thì qua một đoạn video clip ngắn chia sẻ thì cô bác của anh chị cũng thấy được rằng ngôi nhà của anh Ti với lại chị Lan Em chẳng có gì cả, ngoài hai cái thiên thần rất là nhỏ bé đó là Bảo với lại Tuấn, đó là niềm vui và là niềm động lực chính cho cả gia đình. Anh làm mệt chị vất vả, anh làm mệt chị vất vả thì có hai bé sẽ là niềm vui cho gia đình. Và đặc biệt là Bùi Hồ rất là thương cả gia đình khi mà anh với chị dù vất vả cỡ nào á cũng cho các bé đi đến trường ăn học, tìm cái con chữ để mà thay đổi tương lai. Tại vì anh Ti hiểu rằng nếu như mà không có con chữ á thì sẽ hai bé nó sẽ giống như cái cuộc đời của anh, nó sẽ cũng sẽ lao động chân tay làm ngày nào nên ngày đó. Trong cái căn nhà này á thì ngoài những cái tờ giấy khen được dán một cách rất là trang trọng của hai bé ở trên kia kìa, những cái món ăn ngon mà được chính tay chị nấu cho các bé để cho các bé có sức đến trường á thì chẳng có gì cả. Cái nền gạch á thì được chị tô xi măng thôi, không có dán gạch. Bây giờ hiện nay thì sau thời gian dài hơn 10 năm được mọi người cắt cho thì các phần gạch nó cũng đã, cái phần xi măng nó cũng đã bong tróc lên rồi. Ngôi nhà thì cũng đã được dừng tạm bợ với những cái vách tôn thì hiện nay nó cũng cũ rồi. Nếu như sử dụng thêm khoảng thời gian 5 năm nữa, 3-4 năm nữa thì vẫn còn được. Tuy nhiên nếu như không có sự chung tay thì chắc có lẽ ngôi nhà này đấy thì thời gian sau nữa thì cũng sẽ xuống cấp. Có ngôi nhà thì cũng đã mừng rồi. Cái phần nhà vệ sinh đằng sau là quan trọng nhất. Cái nhà vệ sinh đằng sau là không có nơi tắm rửa nè, không có nước máy nè. Và anh thì phải tắm ở dưới sông đúng không anh? Còn chị thì được dừng bởi một cái tấm màn bằng vải á, thì đi vệ sinh ngay tại chỗ đó luôn. Dội nước thì cứ cái phần đi xong á, dội nước nó cứ đi xuống sông. Rồi nơi rửa, nơi tắm giặt nó gần nhau, rất là ẩm thấp luôn. Và sau khi chia sẻ thì cô bác của chị đi mới hiểu được, mặc dù là cảnh khổ nhưng mà hai vợ chồng anh chị cũng cố gắng. Đây mới đúng là một túp đều tranh bốn quả tim vàng thật sự ha. Có khi nào anh với chị cự nhau không? Có sao? Có sao không? Ta nói vợ chồng cái trong chén úp còn khua mà, nên là nữ vợ chồng cự nhau là chuyện khá bình thường. Nhưng mà mai mốt chị khóc thì cứ để cho chị khóc hết nước mắt đi nha. Thì sắm cái khăn gì đó lau nước mắt cho chị. Chứ sao la chị được. Anh thì anh Ti á rất là thật thà luôn. Khi mà anh khóc á, khi mà chị khóc á thì anh la, anh nói làm gì đâu phải khóc. Anh la sợ rằng là chị sẽ khóc mà sẽ thấy buồn hay là như thế nào, đúng không anh Ti? Đúng rồi. Qua đoạn clip ngày hôm nay thì em được biết anh, qua gia đình của mình cũng như biết nguyên gia đình của mình sống trong cái cảnh này nè. Thì anh có muốn lời nào nói với quý mạnh thường quân không, với lại tất cả mọi người không? Anh có mơ ước gì không? Nói dùng nhiều mơ ước cái nhà con này kia đồ vợ chồng con cái ở ấm úng rồi chứ không có cần tốt đẹp gì chân á. Để về này kia đồ vợ còn con nhỏ à, rồi này kia đồ nhà gỡ không có nhà gỡ rồi này kia đồ công nghiệp nó nữa. Cái dòng lớn thì dòng hai vợ chồng cũng lớn thì này kia đồ chạy ra được rồi, còn nhỏ nhiều khi dông nói anh ấy dặn dắt mấy xong này dông nhiều khi hai vợ chồng bốn gia đình ra ngồi ngoài trước này niệm Phật không à. À mưa gió là ra ngồi ngoài trước này niệm Phật, niệm Phật không à, sợ cây rớt bọng rồi này kia rồi, sợ nhiều khi nước sập nhà cửa này kia rồi, sợ chết con cái này kia rồi nó. Nhưng con nít thì chạy ra đâu có kẹp đâu, người lớn thì mình chạy ra kẹp, con nít thì chạy ra có kẹp. Mùa mưa thì cũng sắp đến rồi đúng không? Cũng đến mấy ngày nay thì cũng sợ ra trước niệm Phật. Niệm Phật không à. Này kia đồ nó đừng mưa đừng có dông ông ơi. Này kia đồ sợ cây cối này kia đồ ngã xuống người. Sợ nhiều khi mấy ông ở bên kìa. Yêu đống cây đi sợ nhiều khi người con cái này kia đồ ông nghiệp con ưu này kia đồ. Mà nói gì mấy ông không chỉ đống cây bành không. Rồi mình niệm Phật ông trời có ngưng mưa không? Ông biết đâu dùng ai gì mình ông lòng mình niệm Phật gì đó chứ không biết ông già nào ngưng không ngưng gì rồi không. Thật ra thì Bùi Hồ có chia sẻ như thế này, sống trong cái cảnh nghèo thì mới hiểu được cái cảnh khổ. Biết rồi. Vì khi mà nghèo thì những cái khổ á vất vả lắm. Thành nữ là mặc dù vậy nhưng mà anh vẫn là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Nguyên gia đình chỉ có một cái chống duy nhất à,
đó là nơi ấm cúng sinh hoạt nhất. Cái giỏng đó nó đối diện đi với lại cái bếp ga luôn cô bác anh chị. Đây là cái nơi nấu nướng nè, còn bên phải là cái chổng này để bốn gia đình ngủ, rồi mai mốt mà đưa các đứa bé lên không biết có tiền mua cái chổng mới không nữa. Hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi nhặt ai không có tiền mua cái chổng mới không nữa. À, này hiện nay cái chổng đó thì nói chung á bà già ông cho bà cho đó. Ừ. Rồi nha, người mới này kia đầu mới ở đó cái mỗi lần anh các cái nhà gì đó quay ngang uống gì? Uống nà nè. Ừ. Vợ chồng ngủ chứ luôn đó. Ừ. Cái đầu quay ngang bà mới dậy bà nói thôi đi con nhỏ rồi ấy ổng ở bà già đi ngủ đi. Ừ. Bây giờ hỏi nè, bây giờ bỏ cái chuyện đó đi, cái chuyện buồn buồn mình bỏ sang bên, tại vì nói hồi chị khóc nữa rồi anh giận nữa. Bây giờ hỏi nè, ngày xưa là anh tỏ tình với chị anh nói sao, anh nói cho em nghe cái. Anh nói sao? Hồi xưa thì ốc... Anh nhớ ngắn gọn thôi. Ngày xưa thì ốc tình gì nói ở đây với anh anh Phúc, vợ chồng anh Phúc gì đó. Ừ. Anh nói với chị vậy cái chị chịu luôn. Thôi. Ngày xưa là đem vàng qua hỏi cưới chị luôn. Nói chung thì ta mẹ u vậy chuyện. À, không có ứ vàng, không có ứ bọng vậy á. Là cưới khỏi có vàng luôn. Cứ rồi nha, ông nhà có vàng cho chị cho mấy chị. Là mà mẹ bà nói chị. Có nhiều cho có nhiều mà có nhiều chứ không có giờ. À, ngày xưa là anh cho chị mấy chị? Hai chị mấy, hai chị gì đó. Hai chỉ là lúc đó nhiêu tiền? Mười mấy năm trước là nó cũng ông vàng cũng có gần gần 10 triệu đúng không? Ừ. Chỉ khoảng 5 triệu đi. Ừ, 5 6 triệu đó. À, là 10 triệu là ngày xưa là gánh đất quá trời luôn mới được vợ. Chứ đúng không? À. Thật ra là cái giá trị nhất là cái công sức của chị bỏ của anh bỏ ra gánh đất để lấy tiền cưới vợ thôi. Chứ còn tiền bạc là nó không quan trọng đúng không chị? Yeah. Với lại chắc là chị cũng đã để ý anh từ lâu, là thấy gánh đất chịu khó làm ăn nên mới chịu là lấy anh làm chồng đúng không hay sao? Anh ta cũng bằng may. Cũng bằng may hả? Dạ. Yeah. Rồi chịu luôn. Nhà nó y đồng ớ luôn này kia rồi đó. Ừ. Như giờ bà kia bà gặp rồi bà này ông gặp nó bây giờ này nó giỏi lắm rồi quay nha rồi. Ưng nó đây rồi cái đầu ưng này kia đâu. Thì xuống thì cha mẹ của bà thì nó bây giờ không có làm đám bọng chân á. Để sống một cái cảnh nghèo mà để mà một người phụ nữ chọn trao thân gửi phận thì anh phải có một cái gì đó rất là đặc biệt để mà làm cho chị siêu lòng. À, ngày nay làm buổi sáng được nhiêu tiền rồi cho coi với. Buổi sáng thì không có làm, buổi sáng nhiều mất đưa nhỏ không. Ừ. À em thấy ở tiền ở trong túi nặng kìa. Cái này giấy mà có hộp quay giá đắt gì ghe đắt gì được 300-400 ngàn. À quánh giá số cầu mong để đổi đời đúng không? Ờ quánh giá số mà không trúng hoài á, trúng gì các cái nhà đúc xây cái nền nó rộng rộng đựng này kia rồi vợ ông ấy ở. Ừ. Bây giờ đó bây giờ nói ông nói chung ông hơi chẹt. Cũng hơi gì? Ông hơi chẹt. Cũng hơi chẹt. Ê, con lớn á, quên ngang rồi, ở... Thì bây giờ cái ngôi nhà của mình làm đơn giản lắm. Anh chị chỉ cần là sửa lại cái phần nền, cái phần tôn chỗ nào một thai hoặc là thay phần tôn cây lại. Sau đó là dán gạch lại, mua thêm một cái giường nữa. Rồi cái chỗ này, cái nào hư mình bỏ ra, mua thêm một cái tủ để đồ thì được rồi. Còn cái ngôi nhà này thật ra về cái diện tích á, cho cả bốn người sống á, ở trên một cái chiếc giường thì nó hơi chặt. Ở ngoài trước này nè, anh với chị có thể ngủ ở trước này. Rồi hai đứa bé ngủ ở trong. Thì mình sửa lại cái phần này thì nó sẽ thoáng thôi. Tại vì đồ đạc ở trong nhà anh với chị á là không có những cái tủ đựng đồ, nên là nữ thấy nó hơi bần rộn, hơi bề bộn tí xíu. Nó hơi dạt. Dạ, với lại mình sửa lại cái phần nhà vệ sinh là xong mà. Em thấy cực nhất là cái phần đi vệ sinh đó. Phụ nữ mà tắm không có nhà vệ sinh nó đúng nghĩa thì thấy tội lắm. Rất là tội luôn cô bác của anh chị. Thôi ngày hôm nay á thì em đến đây á thì thật ra là thấy chị khóc em cũng mũi lòng. Nhưng mà em cũng giống như anh á, kìm lại tí xíu. Ai cũng có cái cảnh khổ, nhưng mà mỗi cảnh khổ mỗi khác nhau. Có duyên tìm đến gia đình của anh, của anh Ti với lại chị Lan em mới thấy được cái cảnh khổ. Mỗi ở trên đời này mỗi người mỗi một cái cảnh khổ khác nhau.
đối với anh chị là khổ về vật chất, nhưng mà tính về giá trị tinh thần thì đây là một gia đình nhỏ rất là ấm áp thôi cô bác của chị. À, mặc dù là khổ nhưng mà anh vẫn còn có chị vẫn còn có anh, và hai người vẫn còn có hai đứa bé ăn học rất là giỏi như thế này nè. Cũng mong rằng anh với chị sẽ vững lòng tin để cho các bé đi đến trường hết lớp 12 rồi chọn một cái ngành nghề nào đó phù hợp để có thể thay đổi số phận của các bé và có thể nuôi được cho ba mẹ của mình. Anh ơi, ngày hôm nay em đến đây á thì trước tiên làm tìm hiểu gia đình của mình. Thật thì gia đình của mình em phục với cái tấm lòng của anh chị về cái sự yêu thương nhau của những cái gia đình của mình, và đặc biệt dành tình thương cho các con của mình. Em thay mặt cho bà Hiền ở Mỹ gửi cho gia đình của mình 2 triệu để mình xoay sở trong cuộc sống, mua thêm một ít đồ mới, cũng như là ồ khóc nữa kìa. Anh sao khóc nữa rồi? Sao khóc chị? Sao khóc nói em nghe với? Thật ra là chị không muốn khóc, nhưng mà nước mắt ở trong lòng á nó cứ tự chảy à. Anh nên anh cứ để cho chị khóc đi, đừng la. Chị thấy tủi thân quá đó. Chị có mong ước gì không? Mong ước gì không mà nói ai? Mong ước sửa nhà cho con ở được, cho ấm lên cho nó ở. Trao tiền thôi là nó khóc vậy, sửa được ngôi nhà chắc mừng chắc không nói nên lời luôn. Này là trao cho chị hay là trao cho anh? Gửi cho chị hay gửi cho anh? Gửi cho ổng đi. Sao không gửi cho chị? Đây em gửi cho gia đình của, thay mặt cho bà Hiền ở Mỹ gửi cho gia đình của mình 2 triệu. Cảm ơn anh. Cảm ơn bà Hiền chứ em đâu có gì đâu cảm ơn. Anh có muốn nói lời nào với lại bà Hiền ở Mỹ cũng như là Mạnh Thường Quân không? Con kêu bà Mạnh Thường Quân cái nhà con vợ chồng con cái ở được. Không, cái đó là tùy duyên nha, chứ mình không có mình không có biết tiền đâu để cất nhà. Thật ra người thật thì nói thật, bây giờ chỉ mong sửa lại ngôi nhà thôi, không mong gì hết. Người 2 triệu này sẽ làm gì với nó? Giữ đi, mai mốt sửa nhà đủ tiền sửa nhà. Mai mốt chịu không? Hai. Giữ nha. Hai. Đưa cho chị hay là anh giữ? Giữ sao không giữ? Ai chị ai giữ? Ba giữ. Đưa cho mẹ đi, cho. Bé khôn giữ. Cha giữ đi, mẹ là mất. Hai mẹ giữ. Thôi cả giữ đi. Giữ. Ai giữ? Cha giữ đi. Ai giữ? Ai giữ? Đúng. Thôi bây giờ không vậy ông bằng ông chị ông bằng chịu đi. Ông chịu bằng chịu, trời. Ở đây văn xử luôn chị. Không. Thôi bây giờ thì anh giữ hay chị giữ cũng được, nhưng mà cứ giữ đó để mai mốt ví dụ như có Mạnh Thường Quân chung tay nhau á thì mình sửa ngôi nhà nha. Còn số tiền anh làm được thì cứ xoay sở trong cuộc sống hàng ngày. Nha, anh có số điện thoại của em rồi, có gì thì cho em hay. Được chưa? Được rồi. Còn sửa ngôi nhà là tự nhiên, chứ không phải là có tiền là sửa, chứ không phải là tự nhiên mình quay lên là mình sửa. Hiểu không? Rồi, ngày hôm nay thì đến đây coi thay mặt cho bà Hiền ở Mỹ để trao cho anh chị một cái phần hiện kim là 2 triệu đồng. Trước tiên cũng như thăm hỏi gia đình, cũng như là có cái phần thức ăn để cho các bé chuẩn bị vào những ngày thi sắp tới ha. Cho ai? Con nói lời nào với là bà Hiền không? Nói đi con. Các bé còn quá nhỏ ha. Mai mốt dạy các bé là phải dạ thưa nha. Thưa với cô bác quý chị, đây là những cái lò, mà những cái lò này sẽ đốt than để cho khách người ta mua về người ta nướng, thì có thể người ta nướng những cái món ăn ở trên cái vỉ á, đúng không? Dạ dạ. Dạ. Trên cái đoạn đường mà chị đi ra khỏi nhà của anh Ti á, thì gặp anh này. Dạ. Anh này là hàng xóm của anh Ti nè. Anh biết về cuộc sống của anh Ti đúng không? Dạ. Cuộc sống anh Ti đó sao? Thì làm mướn không khổ lắm, vợ chồng khổ lắm, làm mướn không à. Nhà hai chồng làm mướn, ổng đi làm mướn còn 5 chục tháng. Có nhậu nhẹt gì không? Không biết nhậu. Dạ, không biết nhậu. Không biết nhậu. Không chơi bời. Không nhậu nhẹt, không chơi bời, không gì luôn. Chỉ biết mặn không á, ổng khổ lắm. Dạ. Làm bán mặn luôn hả? Dạ, mặn có như là ai muốn gì mặn lấy không. Mặn là không có ngày nghỉ luôn á. Trời. Dạ. Mà hiền không? Hiền khó quá, khờ tà tà không biết cái chuyện gì đâu. Không có chặt luôn á. Không biết chúng chặt, nó đúng rồi, chúng chặt đó không biết mít lòng luôn á.
Dạ. Thưa cô bác quý chị, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Ngày hôm nay cũng chia sẻ tí xíu nè cô bác quý chị. Cô bác quý chị sẽ không biết cái lò này là bao nhiêu tiền đâu. Anh với chị á, đất này là đất vua nha cô bác quý chị. Và một cái lò như thế này nắng cũng rất là cực luôn. Và anh bán là cô bác quý chị đón được nhiêu tiền? 6.500 đồng Việt, 6.500 Việt Nam đồng. Có nghĩa là chỉ hai cái như thế này là chỉ có 13.000 thôi. 13.000. Đất này là anh thấy mua từ nơi khác lại nè cô bác quý chị, thấy cực khổ ghê không? Mà nắng vào cái lò này lâu không anh? Lâu. Lâu hả? Đó, nắng rồi bỏ manh rồi mới ho rồi mới nắng táo rồi tùm lum hết trơn á. Còn cái này là nhiêu? 8.5. Cái này là bự hơn thêm 2.000 nữa. 8.5. Cái này là 6.5. Anh nói là anh chỉ gia công thôi. Gia đình anh không có cái tiền để mà đúc cái lò để mà nung á. Nên là nữ là chỉ gia công rồi bán lại cho người ta nung. Mà cái lò này cô bác quý chị gặp ra ngoài thị trường á 25-30 ngàn là mình sẽ mua liền. Dạ. Nên những người mà lao động làm chân tay cực khổ lắm. Và cô bác quý chị có nghe anh Tiên nói rằng anh Tiên sẽ làm nghề gánh đất nữa. Có thường gánh đất cho giá. Dạ. Dạ. Này là đem lên mấy tôi làm nè. Đó ổng cũng như người ta đem lại mướn ông giác lên. À mướn giác. Dạ. Mướn giác lên cô bác quý chị. Dạ. Mua đất là 2 triệu đồng hơn hả? Dạ. Là giác lên công giác nữa. Mà nắng này là cái 6.5 này là được khoảng nhiêu tiền trời? Được 200 nếu tiền đắt luôn á, 2 triệu mà làm ra luôn 20 ngày thì được 4 triệu. À. Là cũng như ngày 100 ngàn. Ngày là 100? 100. Ngày là nắng bao nhiêu cái vậy? Ngày nào 40 cái. 40 cái? 100 ngàn. Hai vợ chồng người 50 ngàn. Hai vợ chồng, vậy sao? Ôi trời ơi trời. Vậy sao? Ui, mình làm cấp sushi rồi đấy, cô bác anh chị. Kẻ đắt thì 2 triệu mà làm ra được 4 triệu. Làm ra 4 triệu chưa kể công. Nhưng mà chưa công mình đó là tiền lời mình là được 2 triệu đó. Là công làm hai vợ chồng làm ngày là tự trả công cho mình là ngày có 100 ngàn thôi. 100 ngàn. Rồi. Kinh khủng không? Làm giờ làm thêm chứ giờ làm gì vậy? Hồi ngày hôm nay thì Bùi Hồ gặp anh để cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ. Để chia sẻ cái hình ảnh những người mà công nhân họ làm lò này cô bác chị thấy cực khổ vất vả ghê ha, để có đồng tiền không phải chuyện đơn giản ha. Rồi thôi bây giờ thì đi về thôi.